Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đang xem kênh cuộc sống Rồi Hậu Giang ạ. Dạ hiện tại là em đang có mặt tại vườn mai của chị Tuyền ở Chợ Lách Bến Tre với cô chú anh chị nha. Hôm nay thì vườn của chị cũng có một số dòng cúc mai ha cô chú anh chị, đa số là cúc thọ hương, từ cây vài trăm cho tới vài triệu cũng có hết ha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú mình đã luôn theo dõi ủng hộ kênh, ủng hộ cho vườn mai của chị Tuyền ở những clip trước ạ. Chúc cô chú anh chị mình xem clip này sẽ chọn được những cái ưng ý để mình lấy bo nhân giống cũng như là chơi Tết 2024 hết cô chú anh chị. Dạ, bây giờ thì em xin phép được vô clip luôn ạ. Dạ, sao bán chậm quá trời luôn. Dạ, em xin chào bà chủ ơi. Rồi, em xin chào chị Phương hát. Rồi, hôm nay trở lại kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang, em có một số giống mai để giao lưu cùng với các cô chú anh chị ha. Rồi, cây đầu clip của em là mã A1, là một cây cúc họ hương nha các cô chú anh chị. Dạ. Cúc họ hương ghép phôi mai vàng hả bà chủ? Hả, phôi mai vàng. Rồi, cây này mình ghép đều tạng hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cái phôi dán trực đều. Này gốc búp măng luôn ha. Nở nở luôn nha. Hoành của nó là được 33 ạ. Cái củ của nó là được 54 ạ. Rồi, chiều cao của nó là được 94 ạ. Ngang của nó là được 63. Rồi, cây đầu clip hôm nay em giao lưu với các cô chú anh chị là 3 triệu rưỡi nha. Dạ, 3 triệu rưỡi. Cây này quá trời cái củ luôn hả cô chú anh chị. Này nó hơi nôm lên ha, nhưng mà nó gom một củ đặc luôn à. Cây này mình ghép qua đủ chi đều tàn hết trơn rồi, biết cô chú anh chị. Về mình chỉ cần là chăm dưỡng là tàn kính rồi đó ha. Dạ, dạ. Cây mã số 2. Mã số A2. A2 là một cây cúc họ hương nha các cô chú anh chị. Dạ, cây này cũng ấm tàn hết quý cô chú. Cây này về mình cũng có thể lấy bo được liền luôn à. Cây này cũng có cái củ đế luôn nha. Dạ, dạ. Hoành của nó là được 19 ạ. Chiều cao của nó là 68. Ngang của nó là 60. Rồi cây A2 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 nha. Dạ 550 thôi cô chú anh chị. Cây này Tết cho bông được không bà chủ? Dạ này là hàng chơi Tết đó các cô chú anh chị. Dạ. Này hang nó có nụ kim hết trơn rồi ha. Này. Dạ rồi 550. Em đỡ luôn ha. Mã số 3. Rồi. A3 cũng là một cây họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Dán trực tàn thông nha mấy cô chú. Mình ghép là nhiều bo đều tàn ấm tàn luôn à. Cây này cũng có chi tử luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi hoành của nó là được 23 ạ. Chiều cao của nó là được 78. Ngang của nó là được 64. Rồi cây A3 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha. Dạ. 600 một cây tàn thông nha cô chú anh chị. A4. A4 cũng là một cây họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Dạ. Cũng dán trực tàn thông ấm tàn luôn nha cô chú anh chị. Cái chọc ghép này nó cũng có bằng cái bằng cái điếu thuốc hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Này có cục nu nu ở đây rồi cũng quái quái nè. Rồi hoành của nó là được 19 ạ. Dạ 19 rồi. Chiều cao của nó là 65. Ngang của nó là 55. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 500 nha. Dạ 500 ạ. A5. A5 cũng là một cây họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Cây này về mình lấy bao nhân giống thì cũng khá là nhiều cô chú anh chị nha. Tàn ấm tàn luôn à. Hoành là được 13. Dạ. Chiều cao là 65. Ngang là 66. Rồi cây A5 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 500 nha. Dạ 500 ngàn. LA6. A6 cũng là một cây họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Này lùng liền đều tàn nhau hết nha chú.
đang đi cây đọt mút được luôn nha. Cái phôi không mà chỉ cần đóng liều đó cô chú anh chị, củ đế não luôn à. Rồi cái hoành là được 19 nè. Chiều cao là được 64. Ngang là được 60. Rồi cây A6 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 nha. A6 550 cút thọ hô hai đây chứ. Mã số A7. Rồi, A7 cũng là một cây họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Đây thì bye bye luôn cô chú anh chị nha. Mà tàn ấm tàn nha mấy cô chú. À, mình nhớ cây này chỉ có 3 bo thôi cô chú anh chị, bự gần bằng ngón út nha. Rồi, hoành được 15 ạ. Tán ngang của nó là được 57. Chiều bay của nó là được 90. Rồi cây A7 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 nha. Dạ, 550 thôi cô chú anh chị. Con cây này có sợ hơn gì cô chú mình cây tết ha. Mã số A8. A8 là một cây họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Dáng trực tàn thông luôn nha quý cô chú. Cây này thì tàn ấm tàn hết trơn luôn à. Cây này cũng có củ đế nở luôn ạ. Hoành là được 19 ạ. Dạ. Chiều cao là được 1 mét. Ngang là được 85. Rồi cây A8 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 700 nha. Dạ 700 nha. Mã số A8. Mã số A9. Rồi mã số A9. A9 là một cây siêu bông bình lợi nha các cô chú anh chị. Cây trực lắc nha quý cô chú anh chị. Cái này mình ghép 10 bo, 11 bo nha cô chú. Cái này ghép được bao lâu hả bà chú? Cái này cũng mới ghép được khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng này vậy. Dạ. À, củ đế chà tá luôn á cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha. Rồi cái hoành của nó là được 27 ạ. Chiều cao của nó là được 75 ạ. Ngang của nó là được 51 ạ. Rồi cây A9 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 2 triệu nha. Dạ 2 triệu nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số A10. A10, A10 là một cây cúc họ hương nha các cô chú anh chị. Rồi cây này thả ấm hỉnh luôn hả cô chú anh chị. Chọc ghép vào gần bằng ống út của mình luôn rồi nha. À, thấp thân thấp củ đế nở luôn à. Rồi hoành là được 17 ạ. Chiều cao là được 70. Ngang là được 60. Rồi cây A10 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 nha. Dạ 550. Rồi tiếp theo là A11. A11 là một cây cúc họ hương luôn nha các cô chú anh chị. Cây này lùng lực lắm với cô chú anh chị. Cây này mình ghép đều tàn luôn hết bà chú. Dạ. Cô chú mình thích cái chơi tàn lớn mà nó lùng lực thì mình chọn cái này hết cô chú anh chị. Mấy cái chọc ghép nó cũng có từ cái gần bằng cái thuốc hết trơn rồi nha cô chú. Này bao 200 ghép mét hả? Là lực nha, bao xếp 200 ghép mét hả? Dạ, cái hoành của nó là được 33 ạ. Dạ, hoành 33, khó khăn chắc khoảng cỡ gang tay cho chú. Khó khăn là 30 ạ. Dạ. Này chiều cao nó là khoảng 95 ạ. Chiều cao 95. Ngang của nó là được 1m3 ạ. Dạ. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 3 triệu rưỡi ạ. 3 triệu rưỡi em bao ship 200 km nha các cô chú anh chị. Dạ, 3 triệu rưỡi. Chi cần lực cây này đá có nở củ đế luôn nha cô chú anh chị. Mã số 11 cút hồ hương 3 triệu rưỡi luôn đó cô chú.
đế bỏ đều nha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 0367311849, cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi em cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã đón xem hết clip của em ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn với cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị mình chọn được cây ưng ý luôn ạ.